trong thành phố đang xảy ra liên tiếp những vụ án mạng, cứ cách 10 ngày lại có một người chết, mà chìa khóa để phá án lại chính là một tờ hóa đơn tiền nước cao ngất trời. Cách thức gây án của hung thủ thật sự rất tàn nhẫn, hắn sẽ phân xác ra thành nhiều phần, sau đó xếp vào vali và vứt ra nơi hoang vu. Càng đáng sợ hơn là tên sát nhân đó lại sống ngay dưới lầu của nhà bạn, nơi an toàn nhất có khi lại chính là nơi nguy hiểm nhất. Vụ án càng ly kỳ thì hung thủ lại càng có khả năng là người bên cạnh bạn. Đây là một tên sát nhân máu lạnh, nhìn có vẻ là một người bình thường nhưng thực ra hắn lại là một người rất đáng sợ. Anh ta thích chọn những người giới tình nữ bên cạnh mình để ra tay, bởi vì họ rất yếu đuối mong manh. Cô bé này sống ngay trên tầng của nhà hắn ta, hắn đã lấy thân phận là hàng xóm để ngụy trang để nhờ cô bé B giúp mình cái thùng, như vậy hắn có thể thuận tiện ra tay. Cô bé rất ngoan ngoãn và ngây thơ, lịch sự bê cái thùng đi quay người bước đi. Tên sát nhân mở cửa ra, nhẹ nhàng đi đến đằng sau lưng cô bé. Tên sát nhân giam giữ bé gái dưới tầng hầm của nhà mình. Trước khi gây án, hắn thường đặt về một chiếc bánh pizza và để nạn nhân của mình tận hưởng nốt bữa ăn tối cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cô bé vẫn không hề nhận ra người đứng trước mặt mình là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Cô bé cầu xin hắn thả mình về nhà, cháu sẽ không nói gì hết. Nhưng hắn vẫn không hề yếu lòng, ngược lại còn cầm lên một cái chùy nặng tiến về phía cô bé. Cuối cùng cô cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình, chỉ biết hét lớn trong tuyệt vọng. Tiếng cái chùy nặng đập xuống đã gây ra những chấn động truyền đến nhà hàng xóm, một lần, hai lần, ba lần, nhưng chẳng có ai chú ý đến nó cả, bởi có thể là nhà nào đó đang sửa chữa. Một cô bé trong sáng như vậy lại bị giết chết và nhét vào chiếc vali màu đỏ. Sau khi gây án, hắn ta vui vẻ huýt sáo, lau dọn sạch sẽ vết máu trên nền nhà. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, hắn dừng việc trong tay lại, cảnh giác nghe ngóng. Một người đàn ông to con xuất hiện trước cửa nhà, anh ta là Hee Uk Mo, một hàng xóm mới chuyển đến. Vì vị trí để xe của anh ta bị chiếm mất nên anh ta đến yêu cầu tên sát nhân xuống dưới chuyển xe sang vị trí khác. Nhưng vừa bước lên xe, hắn liền phát hiện ra kính xe phía trước có một bãi nước bồ ti. Hắn nghi ngờ Hee Uk Mo là người đã làm chuyện này. Ê, anh nhổ nước bọt lên xe tôi đây à? Hee Uk Mo nghe thấy không vui lập tức xuống xe. Anh ta đến trước xe của tên sát nhân và lại nhổ ra một bãi nước bọt nữa. Tao làm đấy thì sao? Có khi tao sẽ đấm mày một trận không? Tên sát nhân nhìn thấy thân hình vạm vỡ và những hình xăm trên cánh tay, bắt đầu sợ hãi, mặc dù đang rất tức giận nhưng cũng không dám thể diện ra ngoài. Lập tức lái xe rời đi, biểu cảm trên mặt anh ta kiểu cứ đợi đấy. Khi anh ta về đến nhà, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bảo vệ cầm theo một túi rác đến trách móc anh ta vì không phân loại rác, vừa nói vừa mở túi rác ra. Tên sát nhân đột nhiên nhận ra trong túi rác đó có chứng cứ gây án của hắn, muốn ngăn người bảo vệ lại nhưng đã muộn rồi. Ông ta đã mở túi rác ra, trong đó có một bộ quần áo, đó là một bộ đồng phục có tên của cô bé bị sát hại. Người bảo vệ kinh ngạc, lúc này ông ta mới nhận ra vấn đề, từ từ ngẩng đầu lên, tên sát nhân đang đứng trước mặt ông ta, miệng nhếch lên một nụ cười biến thái. Làm thế nào để dọn dẹp sạch sẽ hiện trường gây án luôn là vấn đề nhức nhối của hắn ta. Những vết máu và mùi tanh của nó rất khó để khiến hàng xóm không chú ý đến. Nhưng tên hung thủ này lại rất thông minh, hắn cố ý đập vỡ một chai rượu vang, dùng mùi của chai rượu vang gần giống với màu máu để lấn át đi màu máu và mùi tanh của nó, sau đó thể hiện một cách tự nhiên, giả vờ không có chuyện gì, vừa lau dọn vừa nghe điện thoại. Người phụ nữ hàng xóm tên Kim Hee rón rén bước qua tên sát nhân, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của nạn nhân đổ chuông, tên sát nhân lại đang cầm điện thoại trên tay nói chuyện, rõ ràng có vấn đề ở đây, nhưng Kim Hee lại nghĩ mình không nên để tâm quá nhiều chuyện, nhưng có một chuyện mà cô ấy không biết, người đàn ông đó chính là người đã giết chết con gái cô. Tên sát nhân thành công che đậy vết máu, nhưng việc xử lý cái xác lại là cả một công trình lớn. Nếu bạn để ý đến vụ án giết người chặt xác nhiều năm trước ở Hàng Châu thì sẽ biết được chuyện lạnh người tiếp theo. Muốn chặt được cái xác ra, bắt buộc phải tốn một lượng nước lớn. Tên sát nhân này cũng vậy. Người bảo vệ tài sản vật chất của khu vực nhận thấy tên sát nhân đã sử dụng một lượng nước rất lớn nên đã gọi điện hỏi. Đường ống nước nhà anh có phải đang bị dò gì không? Tên sát nhân sợ hãi cúp điện thoại. Nhưng ông Hoàng lại cảm thấy có gì không ổn. Ông đến gõ cửa nhà tên sát nhân nói rằng muốn sửa chữa đường ống nước. Thực ra ông Hoang đã nảy sinh nghi ngờ với anh ta. Ông kiên quyết muốn kiểm tra đường ống nước nhà vệ sinh dưới tầng hầm. Ông Hoang giả vờ sửa chữa ống nước, quả nhiên phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Vết máu trên tường chưa được rửa sạch, miệng cống thoát nước vẫn còn một nhúm tóc mắc lại và rất nhiều những chai nước tẩy rửa. Những chi tiết này đã kiểm chứng được nghi ngờ của ông. Những vụ án gần đây trong tiểu khu nhất định có liên quan đến anh ta. Nhưng lúc này ông Hoang cũng đang gặp nguy hiểm. Ông chỉ có thể nắm chặt cái cờ lê trong tay, từ từ đứng dậy, nói rằng không có vấn đề gì cả. Nhưng bàn tay đang run rẩy đã bán đứng ông ta. Tên sát nhân kiêng dè với cái cờ lê trong tay ông nên không dám ra tay. Nhưng hắn ta cũng biết rất rõ không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Anh ta đến một văn phòng giới thiệu việc làm, xin làm thuyền viên để có thể rời đi càng sớm càng tốt. Công việc chính của anh ta là một thuyền viên không cố định. Anh ta thường dùng cách thức này để chạy trốn. Khi hắn định tìm điện thoại để lưu lại cách thức liên lạc thì không thấy đâu. Hắn vội vàng về nhà tìm thì phát hiện điện thoại đã bị khóa lại trong chiếc vali đựng xác chết rồi, và hắn cũng không biết mật mã của nó là gì. Thử vài lần cũng không mở được.
Tinh thần hắn bắt đầu mất kiểm soát đều tại mình khi đã tìm một con nhóc để ra tay. Sau đó, hắn ta từ từ lấy lại bình tĩnh, đi xuống bãi đỗ xe ghi lại số điện thoại mà Hi Úc Mo để lại trên xe. Tiếp theo tìm đến ông chủ cửa hàng vali để hỏi mật mã. Ông chủ cũng bắt đầu nghi ngờ anh ta rốt cuộc là người thế nào, cứ vài ngày lại đến mua một chiếc vali mới. Lại nghĩ đến tin tức gần đây trên TV, chiếc vali đựng thi thể nạn nhân giống với chiếc vali mà hắn ta đã mua. Chân tướng sự việc đã được miêu tả rất sinh động. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung thực rất sợ gặp phiền phức. Đối diện với người có khả năng là tội phạm giết người này, ông ta lắc đầu nói bản thân cũng không biết mật mã của chiếc vali đó, nhưng tên sát nhân cũng không vì vậy mà ra tay. Hắn mượn điện thoại gọi cho Hi Úc Mo nhưng không gọi được. Một loạt hành động của tên sát nhân nhìn rất mê muội, nhưng thực chất đó là sự chuẩn bị cho một nước cờ lớn tiếp theo. Trước khi rời đi, hắn phải trút hết nỗi phiền muộn trong lòng. Đêm đó, tên sát nhân chặn đường ông chủ cửa hàng vali, trói ông ta lại và giấu dưới tầng hầm nhà mình. Theo thói quen, hắn lại gọi đặt một chiếc pizza. Khi anh chàng shipper chuẩn bị rời đi thì phát hiện tờ tiền mà mình nhận được có vết máu. Vì vậy anh ta đã lén lút leo lên tường, quan sát tên sát nhân trong phòng. Anh chàng shipper may mắn được ông Hoang cứu một mạng. Ông Hoang nhìn tờ tiền có dính máu không những không cảnh báo anh ta mà còn bao che cho hắn, nói rằng có thể chủ nhân của nó không cẩn thận nên bị đứt tay. Nhưng shipper vẫn muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng ông Hoang lại ngăn cản anh ta. Xem ra người bảo vệ này có gì đó rất kỳ quặc. Rõ ràng ông ta đã tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án nhưng tại sao lại không báo cảnh sát. Ông Hoang quay về phòng làm việc, đập mạnh xuống bàn. Bí mật động trời che đậy bao năm qua cuối cùng lại bị bại lộ. Thì ra ông ta cũng từng là một tên sát nhân. Nhiều năm trước ông ta đã lỡ ra tay giết chết đồng nghiệp của mình, sau đó lén lút chôn xác anh ta. Mai danh ẩn tích trốn được gần 15 năm. Theo pháp luật Hàn Quốc, chỉ cần qua thời gian truy tố 15 năm thì sẽ không bị truy vấn. Bây giờ chỉ cần qua 5 tháng nữa, ông ta sẽ thành người vô tội. Vì chuyện này nên ông ta không muốn liên quan đến cảnh sát, nhưng cảm giác ân hận của một tên giết người vẫn luôn dằn vặt ông ta. Đúng lúc này, Hi Úc Mo bị tên sát nhân lừa ra ngoài giữa nửa đêm. Hi Úc Mo tức giận, định lao đến dạy cho tên sát nhân một trận, nhưng hắn ta lại không hề tỏ ra hèn nhát như trước, thậm chí chẳng hề sợ hãi, lôi ra một cây gậy khiêu khích. Mày đã từng giết người chưa? Hi Úc Mo thực sự giận dữ, cướp lấy cây gậy thằng bệnh hoạn này. Mày chán sống rồi à? Tao phải đánh cho mày tỉnh ra. Tên sát nhân nằm dưới đất thở thoi thóp, nhưng sau đó hắn lại nhếch mép nở một nụ cười quái dị. Về đến nhà, hắn cầm cây gậy sắt lắp vào cái sẻng và chiếc điện thoại của ông chủ bỏ vào vali đựng xác chết. Thì ra những chuyện vừa rồi hắn làm chính là muốn đổ tội sang cho Hi Úc Mo. Dấu vân tay trên cái sẻng và danh bạ của điện thoại đều là những chứng cứ không thể chối cãi. Mẹ kiếp, là thằng khốn phòng 102. Thằng khốn này, tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo. Khi hắn ta chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát, hắn lại đột nhiên nhìn thấy cô bé mà mình đã giết trước đó. Người chết rồi thì không thể sống lại. Thực ra đó chỉ là một cô bé có ngoại hình giống với bé gái đó. Lúc này, tâm trạng hắn có chút sợ. Để xua tan những nỗi niềm trong lòng, hắn quyết định sẽ ra tay lần nữa. Chuyển cảnh quay, chiếc điện thoại trong vali mật mã ở nhà anh ta lại đổ chuông và kèm theo lời nhắc pin yếu. Ông chủ cố gắng bò đến gần chiếc vali, thật ra ông ta biết mật mã của nó, nhưng tay chân đều bị trói chặt nên không mở được. Cách này trông thật đau đớn nhưng nó lại có tác dụng. Chiếc vali cuối cùng cũng được mở ra, ông chủ cố gắng dùng sức cởi trói, cầm điện thoại và gọi cho số điện thoại gần đây nhất. Nhưng chưa kịp nói ra địa chỉ thì nó đã sập nguồn. May mà anh chàng shipper lật tìm lại đống hóa đơn, nhanh chóng xác định được vị trí của người gọi. Cô bé Soeun tan học về nhà nhưng không có ai đến đón. Tên sát nhân đỗ xe cách đó một đoạn chờ thời cơ ra tay. Bỗng nhiên có một người phụ nữ che ô đứng trước mặt cô bé. Cô ấy chính là Kyung Hee, mẹ của cô bé đã bị hắn ta sát hại. Kyung Hee nhận ra nguy hiểm nhưng lần này không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Cô ôm lấy Soeun đứng giữa đường, chặn đầu một chiếc xe. Hai người bị đèn xe chiếu vào, trở thành điểm chú ý của cả con đường. Lúc này, hai người họ đã được an toàn. Tên sát nhân quay về nhà sau khi kế hoạch bị thất bại, nhìn thấy ông chủ cửa hàng vali bị trói trên ghế, nhưng quay đầu lại thì thấy cái vali đã được mở ra. Sau một trận giằng co, ông chủ lại bị hắn trấn áp. Hắn bắt đầu đổ đầy xăng ra nhà, chuẩn bị thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả ông chủ. Chuông cửa vang lên, là anh chàng shipper. Anh ta lấy cớ giao pizza miễn phí để ứng cứu ông chủ. Tất nhiên tên sát nhân không hề bị lừa. Hắn nắm chặt con dao trong tay, nghĩ rằng như vậy là quá đủ để giải quyết tên shipper này. Hắn lại không ngờ rằng, vẫn còn một người nữa đang mai phục ngoài cửa. Vài ngày trước, ông Hoang đã nhận ra ý đồ xấu xa của tên sát nhân với cô bé Soeun, nhưng vì bản thân đang có tội nên không dám ra tay. Nhưng sự dằn vặt trong lương tâm khiến ông ta quyết định sẽ ra mặt đối diện với tội ác của bản thân. Hi Úc Mo đã nhân cơ hội sở cảnh sát mất điện trốn được ra ngoài, đánh đập tên sát nhân một trận. Ông Hoang xông lên, túm lấy hắn ta và hỏi tung tích của Soeun, nhưng hắn ta đã không còn tỉnh táo nữa. Cảm giác tội lỗi và cơn tức giận kiềm nén bấy lâu nhất thời bộc phát. Ông ta cầm cái chùy lên.
cô bé So-eun vẫn chưa chết. Kyung-hee vừa hay đưa cô bé về đến nhà. Ông Hwang nhìn thấy cô bé đã được an toàn, bất chợt rơi nước mắt và nở một nụ cười thanh thản. Tội ác mà ông ta đã trốn thoát trong 15 năm qua đã được cứu rỗi và giải thoát qua lần này. Những người phạm tội sẽ mãi mãi ở dưới vực thẳm. The Neighbor là một bộ phim tội phạm Hàn Quốc có động cơ không rõ ràng. Đến tận cuối bộ phim, chúng ta vẫn chưa biết được tại sao hung thủ lại giết người. Có thể đó mới chính là điểm đáng sợ nhất. Trong ngôn ngữ trong nghiên cứu tội phạm có một cách giải thích là giết người không lý do. Thực tế chứng minh, ngoài đời cũng có không ít những vụ giết người không có động cơ cụ thể. Hung thủ và nạn nhân không có liên quan gì đến nhau, thậm chí còn chưa từng có liên hệ nào với nhau. Hung thủ giết người chỉ vì hắn muốn giết. Tuy nhiên điều đáng sợ hơn là, những tên tội phạm giết người không lý do này lại chính là những người rất bình thường trong mắt chúng ta. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Hãy theo dõi kênh của tôi. Hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye!